Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Trong một video thì mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc mạch BMS dùng để cân bằng sao pin. Thì mình có giới thiệu về chiếc mạch màu vàng này. Đây là mạch có dòng xả cao lên tới 65A, thường sử dụng trong máy khoan, máy mài, máy cắt. Và mới đây thì chiếc bình ắc quy trên xe máy của mình nó bị hỏng. Và nhân tiện đây thì mình sẽ dùng chiếc mạch BMS này để đóng bộ pin thay thế cho ắc quy. Và mình sẽ test thử dòng xả của chiếc mạch cân bằng này xem nó có đề được xe máy hay không. Pin mình sử dụng là loại 4S2P, loại cũ của xe điện. Nhiều bạn thì sử dụng loại pin sắt, còn ở đây thì mình sử dụng loại pin ion. Pin mình sử dụng là loại 4S2P, pin cũ của xe điện. Và đây thì mình đã lắp xong, mình sẽ bật chìa khóa lên và đề máy. Các bạn có thể thấy pin có thể đề máy rất là dễ dàng. Pin thì nó nhỏ và nhẹ hơn rất nhiều so với ắc quy. Mình sẽ dùng thử một thời gian và sẽ cho anh em biết chất lượng thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.